Hi, chào từ các bác. Hôm nay thời tiết rất là nắng này. Em đã review cho các bác cái mẫu điều hòa Natiola máy 12.000. Máy 12.000 các bác nhé. Đây, máy 12.000 BTU. Chạy là phòng 15 m2 đến 16 m2 đổ về. Đấy, hàng cực đẹp luôn. Như con này là em đã làm xong rồi này. Đây, đã làm xong rồi. Đấy, cực đẹp các bác ạ. 12.000, cực đẹp, giá cực kỳ yêu thương các bạn. Đây, hàng thông thường nóng lạnh bình thường đây. Con này đẹp lắm. Ở ngoài nhìn nó đẹp hơn rồi. Nó trời nắng nhìn loang nổ không nhìn rõ. Đấy. 12.000 BTU. Giá cực kỳ yêu thương này. Đây em view một con thôi nhá. Các bác nhá. Đây em view một con thôi. Còn em cũng chưa dọn kịp được. Con này là làm cho anh khách rồi nhưng em view cho bác xem thôi. Máy 12.000 BTU. Bao gồm cả bát nâng điều khiển đầy đủ cả. Với giá là cực hấp dẫn luôn các bác. Ừ. Với giá chỉ hơn 5 triệu, 5 triệu 2 các bác. Gồm bát lưng điều khiển. Gồm bát lưng điều khiển các bác có máy rồi, 5 triệu 2 các bác nhé. Máy 12.000 BTU, 5 triệu 2, inverter tích hợp điện 2 triệu. Giá cực kỳ hấp dẫn. Cái đời của bọn Nati này thì nó sâu đời. Nhưng nói về độ chất, độ chạy của nó thì tất cả ok. Mình quan tâm độ chất nó thôi. Chứ nếu quan tâm về đời cao, đời thấp thì con này thì nó là đời thấp. Bản thân của Nati Ola nó là đời thấp. Nhưng để mà chạy nóng lạnh mình thông thường thì nó cực là ok luôn. Nóng cũng ok mà lạnh cũng ok. Đấy. Mà hai nó tiết rất là thích, cực kỳ tiết kiệm điện. Đấy, mà như em của em làm bên như các bác nhìn như con máy này các bác thấy không? Nó cực kỳ đẹp mà. Nó đẹp lắm, đẹp nhìn như mới luôn. Đấy, nhìn rất đẹp luôn, nóng lạnh này. Đây, các bác nhìn con điều hòa này. Thấy chưa? Cục nóng nó to vật vã chưa? Đấy, đây. Con này vẫn xài điện 100V các bác. Đây. Vẫn 100V. Vẫn 100V các bác ạ. Chạy cực trâu luôn, trâu lắm. Đây, cục nóng quá nặng này, 29 cân này. Đời 2006 này. Đấy, đời nó cực thấp, đời 2006 thôi. Chứ không có đời cao. Nati không có đời cao các bạn, vẫn dùng ga 410. Đấy, hàng thông thường. Vẫn dùng ga 410 các bạn. Đấy, giắc co tất cả đầy đủ. Với giá chỉ có 5 triệu 2. 5 triệu 2 các bác nhá. Đấy, có máy 12.000 rồi. Đấy, cực là rẻ. Giá cực kỳ hấp dẫn, các bác về thì thêm công lắp đặt thì ông đồng cái thứ linh tinh nữa không đáng bao nhiêu tiền cả. Là các bác đã có máy dùng rồi. Rồi các bác cần inbox cho em số điện thoại 0961519122 các bác nhé. Rồi các bác vào kênh em thì cho em một đăng ký, một lượt chia sẻ. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều ạ.